đây luôn. Anh shipper học má học mới nay mới được bữa thứ sáu à, mà đi cua gái nghỉ một tuần đấy. Xếp tới tay dẫn gậy đi chơi. Anh shipper, anh shipper và cua gái may mắn. Chạy lên đi rồi tải cái phần mềm HD Tone đó, test đồ cái phải ông cứng. Làm gì vậy? Chỗ ngủ cái gì giật hoài. Cái anh ta đang chỗ đó ấy mà. Sắc không chịu đụng giật cái gì đó. Mày đạp cái giò lên. Ờ, mang dép lên giật sư bụng ngồi. Không mang dép luôn đặt luôn rồi. Người ta ngồi đó mấy biết bao nhiêu năm mà không giật mà nó đi vô cái ngồi chứ không giật. Dài. Ờ. Đấy. Sư bụng này giật cái chai luôn. Cho lên nguyên đi. Ngày cũng đi theo gái mới về. Bỏ sự vụ lăn lóc từng một tuần lễ. Từng không? Từng không? Ờ, một tuần với một tuần. Cái gì? Từng không? Từng không nha Nhật. Từng không ạ? Theo gái hay gọi điện thoại cái em. Được rồi, test cái gam nó luôn thôi, test gam nó luôn rồi lấy men ra test luôn. Rồi ok à, cái qua cái bên này cái biết cả win luôn. Bình thường thôi. Đi theo gái thực lễ làm gì à Nhật? Cái bộ nói anh cả win trình vậy là cũng tại win máy cái bộ rồi đó. Mà anh cả win máy bộ cũng bắt là con hết. Có nhiều cho hết. Cho cái gì biết bằng đi làm gì biết. Vậy nó lẹ đi chi đúng không? Tháo cái bóng ổ cứng này ra đi, cho lên win nó lẻ. Nè, hai cái nè. Coi cái nào lên được ok. Cái nào sức khỏe tốt, không lơ bét rồi thay vô thôi. Lý, ngồi đóng gói cái đó của Minh Quân đóng lại luôn. Cho chú đi giao luôn. Tháo đi, tháo luôn ra đi. Hai ổ cứng luôn. Cái này của con Châu đúng không ta? Châu Bình Chánh đúng không? Hai con laptop. Ừ, làm xong đi, chịu giao nó luôn. Nạp iOS cho Neo nha. Có câu dây được nhưng mà mình cho nó tháo ra đi cho nó quen. Ở trong cái hũ á. Trong hũ số kép thì có đủ đồ chơi cho nha mọi người. Cái đế nhỏ chưa? Mình gớt ra lấy xong nè bỏ vô lại. Không phải. Có cái đế bự mà. Có đế bự không? Đấy đấy nè. Đúng rồi. Cái đó mới MC vô miếng chì nha Trường ơi. Cho. Khi vô miếng chì vô em hàng mới dính được chứ. Nhanh luôn. Dạ. À, sửa cái men cho ba con. Ở đâu ạ? À? Ở ba Vũ hay là máy giao thông. Vũ nhân là máy thanh là sao ta? Ờ, ba tiền để ba mới chuyển tiền. Ngày bị gì vậy? Ờ, à, mở lên xong rồi nó chạy nó tắt. Men hả? Dạ. À, gãy bưu điện hay giờ gỡ bằng gì? À, bà để ba con tự lấy. Ủa mới nãy mới điện mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được rồi, được rồi. Hello. Được rồi. Con đem lại rồi nha. Cắm dây vô. Giờ lấy liền được chứ. Thì hai em nên nó tốt hả? Như con gái. Cái gì hát một cái của máy tính bàn. Cái màn hả? Mở cái lọt ra dùng xung cụ anh. Biết rồi, anh chủ rồi. Mình lấy gì kiểm tra sơ coi. Không ai có không?
wifi rồi, có chưa đó, nô wifi rồi. Đi. Đây này coi. Trời ơi. Chụp phải manager con driver có chưa? Con đang vô á. Manager có không? Nếu không có thì có, không có thì thay các con phải. Có không? Chấm thang đi, chấm thang đi chứ có. Ô driver thôi. Chưa có mà. Ok. Ờ can driver đi. Có tím chưa? Ừ, cái này không cần tháo pin ra. Tháo cục pin ra. Con Acer mà dễ mà. Tháo pin ra. Nó cứ gật nhẹ nè, đây nè. Này gật xuống. Rồi. Nhẹ nhàng mà. Ở đây nè, ốc nè. Ốc nè. Đúng rồi. Ốc bỏ vô hũ đó, đúng rồi. Có không? Nghe nó bơi đi. Xong chưa? Chiếc mới à? Xì vô mình chút xíu. Xì vô đi, xì vô chưa? Chưa. Xì vô chị chút xíu. Đây mọi người. Cái đế nha. Cái đế mà anh em thích làm bằng này cũng được, hoặc là hàng câu dây cũng được. Mình cho mấy đứa nó làm bằng cái đế này. Đang đặt IO trên cái con IO KB012. Cái xuống đó mùa mở đây nè. Đâu? Giờ nó chạy bao nhiêu chân đâu. Em xì miếng chì vô. Tại thò ngồi xin gì vô có mạng vô nên cứ cho mạng vô ở đây dở lên không à, ở dưới dở lên à, cái sơ này dễ lắm nè, lấy cái đồ cái mũi dao á, đúng rồi, thử ra đi, lấy mũi dao á, đút ở đây khử ra cái xong. Này là con Acer này tháo ra thay cứng rồi mọi người. Một thằng shipper, một thằng làm xây dựng mà hôm ngày đi theo gái mấy bên này. Bỏ tay thầy trò luôn chứ. Ô quá, vừa quê như con heo. Vừa quê mấy ngày. Tết đây vừa quê luôn hả? Nhà có được chuyện. Mấy này chạy rồi luôn. Con men giá con. Con này B250 mà chạy con G được, chỉ cần chạy hình. Ừ. Ôi lộn cái men bé nãy ra đi làm cho nó trước đi. Nè. Có được siêu bung không? Không. Không đưa ra luôn. Con kích còn được chưa? Chết siêu bung mình á. Ở trên siêu bung vậy. Để cô không nhận hả? Đâu nhận đâu. Không nhận một đồng luôn. Đút cái dây mạng vô đi, dây mạng có chưa, đang driver đi. Khả năng là cái quê quên chặt wifi không nhận đó. Các bộ thấy chặt wifi không nhận đó. Ủa, cái này quấn bọc là đi, ok, con thứ nè. Ok rồi. Ken không có nhận rồi sao? Chưa mà, nãy Ken đâu thấy đâu. Nếu mà Ken nhận là thấy thiết bị cứng network rồi, đâu thấy có network đâu. Đúng Nhật? Đúng. Không thấy network mà. Đúng chất. Nào thì coi đó con siêu bùn hư đó, test thử. Nên mình giấy bỏ giấy đồ đó hả? Cuồng thứ đâu, cuồng thứ làm gì đó bỏ ngoài đi. Ừ, con thứ thu đất đâu quấn lại. Đó kích nguồn chạy kìa. Rồi đó mình mấy gắn siêu bùn vô. Lấy siêu bùn mình vô, B250 mà, đúng rồi. Sư bụng đâu, sư bụng mới, sư bụng cũ không có xài nữa. Giờ để sư bụng điện thoại cho đứa. Sư bụng mới không? Liên hệ em. Rồi hả? Bảo đảm mà máy người ta không có. Không ngày, có cho tụi nó xem video mày kém gió trên mạng cho Nhật. Mấy thằng kia mày. Mấy thằng làm chung hả? Em phải kéo nguyên đội hình luôn, mình like đăng ký rồi nói chứ. Để gì nói. Mình chơi kỳ vậy, chơi vậy rồi đâu được. Mình phải like đăng ký rồi. Like subscribe luôn. À like subscribe rồi đó. Em mượn kia đi. 500 anh em của mình đâu.
rồi, anh tài xế mà nhiều người đó. Tài xế đi bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng ngày giờ. Đang đi học mà mẹ chưa đi nghỉ học đi cô gái không? Cô gái cho má con dâu. Cô gái cho má con dâu. Hay, báo game chưa gắn màn hình vô. Lo chưa gì chân mẹ? Nghe thử đi. Đâu có dễ ăn vậy? Lo cho bụng không có nữa mà. Lo kìa, đó. Trời ơi, ngon à, lo kêu à, lo kêu à. Đừng, vậy nó ngon á. Đây qua nhận không? Nhưng mà nó gơi rồi. Con này nhận thiết bị bằng cứng không? Đồ ngon à. Rồi cũng ngon vậy. Nói nghe lại. Nghe cũng ngon vậy. Ngon à. Lo cái lo này trong bụng mới ăn cắp á. Trong hộp đâu quá. Trong hộp anh nhờ. Không có cái lo nào đó. Không có à, trong bụng không gớt. Em lấy à. Lấy lo em lại rồi. Nó cái camera trong bụng ở đây là trong bụng lưu tí 3 tháng rồi đó, dứt 5 tê rồi đó. Anh em muốn coi là camera này coi thoải mái luôn. Ôi trời ơi, còn chưa có 250 quá anh, tiếng. Có, gắn 5 tê đó. 5 tê gắn vô luôn á, luôn bao la luôn, anh em muốn cần nào cần. Mình lấy, hổng gài có tháo, ổng cứ có ai gài chưa? Ừ, nét quà coi, nét quà coi. Chắc có. Nè, rồi, chưa nhận cọc wifi mà. Thiết bị còn cứng không nhận mà. Rồi ok, tắt máy. Chưa, tắt máy, tháo máy đi. Tắt đây, xuống yeah. Tao đi. Thôi, tới cạn nổi. Tắt máy đi, xuống tao đi. Cho tháo ra, coi đội gắn cái cạn wifi khác chưa anh. Sao tao rồi, reset. Tháo luôn đi, tháo ra cái cạn wifi luôn. Từ từ, cái mình dòng máy này bước chậm lắm. Lâu quá, sợ chết thì buồn. Gì? Sợ chết thì buồn rồi. Không có gì nóng quá. Đủ luôn chơi cho như bé đâu, cái lo của đấy không? Lo à, lấy hết trơn rồi, biến em lấy rồi. Em lấy cái lo lại rồi. Bị cấm đó. Lấy lấy nè, thấy chưa? Cái lo em cho mượn rồi, nhét cổng luôn. Chơi kỳ không? Em đi kiếm cái lo muốn chết rồi. Nó chia được chia chứ. Gì? Vậy mà nói gì đúng rồi, lấy hết rồi để thường nè. Thì bụi cho bụi. Tát được con cái nữa, lại hụt. Tết tết tiệt kìa. Bao bánh trái vậy bà. Tết tiệt khẽ. Được chia chứ. Không, đúng rồi. Cái này á, nghĩa là em chờ nó không được rồi, cái máy nó không có vô mạng được nữa. Rồi, tháo ra đi. Ổ cứng nè. Cứng bị hư rồi. Ổ cứng này 500 GB nóng hổi nè. Thấy không? Tắt máy nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ còn nóng hổi luôn nè. Chạy la bụi luôn. Con này sợ chạy 390 không được á. Sợ chạy 24. Gì vậy? Vệ sinh luôn đi, vệ sinh luôn đi. Vệ sinh luôn đi đi. Này, em tự xử đi tiếng ơi, nó không nhờ nó được rồi. Con hồi em coi con Lenovo nó màn hình chạy mỏng cướp này sư phụ bự của anh thì có không dám à, cái này là của sư phụ mà cái nhiếp hỏi mình chắc nó làm rớt mất tiêu nhiếp sư phụ luôn. Người ta có cái nhiếp sẵn rồi đấy nè. Đây nè, con hồi mắt là sư phụ đền nè. Không, em cầm mới chơi cái quý chi vàng. Ơi quý. Lên. Không chạy. Có bao nhiêu đồ là nó xô với trong bụng hết rồi. Đổi tiếng sáo mà tháo laptop ào ào nha mọi người. Tháo laptop ào mầm mầm luôn. Về kêu công ty nhiều mà đúng không? Nói về subscribe cho sư phụ tao. Subscribe kênh. Mà subscribe kênh, bấm vô group nó có group mà đúng không? Mày coi tao đang chính mang gió trên mạng nè, vậy đó. Subscribe. Khi nào về mở cho má cho em không? Có không? Chấm gió à? Có không? Có không? Điện thoại má này đi, bù điện đi. Này phải hỏi nó là được, nó xảo quá. Đó là để cho nhà tôi ngồi. Tháo rồi vậy xin cảm ơn hai chúng mình. Mình đừng có đẩy chặn ốc lại, mình mở lên test thử. Không, mình chặn xong đi, mình test ốc lên, chặn ra. Ừ, cần chạy. Có công với cách mạng vậy? Có công cách mạng. Thank you.
tính nhà để móng tay cũng lợi hại quá ha. Thấy chưa ta, người ta khử bằng dao mình cái nhíp nhỏ cho bóng tay, móng tay khử luôn. Thằng dục đó đã. Này nè, cái mũi dao, cái này là thử cái là đã mũi dao lên nằm ở trước. Cái này là cái bàn phím nằm trong ha. Nằm phím nằm trong, hiểu không? Nhìn để ý nè Quốc đây. Mấy con laptop mà như vậy là một phím nằm gì là một phím nằm trong, nên mình phải bợ cái bự lên. Asset đa phần là gì, dòng sau này nó gì hết á. Nhìn vô biết. Cái nào nổi mà nổi. À đúng rồi. Từ ông ngày tháo biết bao nhiêu cái xác rồi chứ mấy tháo này mọi người chứ không phải là đúc vô máy cách tháo cái trăm cái mai cái xác hả. Để không con này 3930 này chắc không chạy rồi. Đúng rồi, không được gì hết. Kệ mai cái máy không kệ máy nó chóc vậy đó. Máy nó giống đó, đang test máy vừa test luôn cái cạc bằng cái màn hình sửa chiếc khách luôn. Hay đưa nó tới đây cho Trung Vũ, còn Lý nó ngồi chiếc màn hình nhắn vô. Máy nó hư màn hình không mà cũng là biến, mình mua máy chạy nhóc chân à, không có thời gian mà dựng lên luôn. Dựng lên đưa bên khách. Nó cái nhẹ nhẹ đó, đúng rồi. Nó từ từ một hồi nó có cái khớp chứ không phải là chỗ nào cũng có khớp nữa. Đúng rồi, very good. Năng niu giống đi cô gái á, đúng không? Thôi em chạy gợi đi chơi, bữa tôi em tới giờ luôn. Anh làm anh phải mạnh mẽ lên, làm mạnh lên. Con gì? Không có. Được không? Không. Mạnh mẽ lên. Cái này chắc bụi cái đống à. Trời ơi, có miếng bụi nữa hả? Trời, dễ gì, máy này không? Có bụi. Máy không có, có miếng bụi, sạch rất là sạch. Để là cái hết hồn nè. Đó. Hồn này chết chết rồi. Thái dùm nha. Để ý nè. Vậy đi nhảy cho cụ chỉ nè. Để ý nè, thấy không? Ở đây có hai chuột nè. Để ý nè. Dây này nằm ngoài đúng không? Đúng không? À, nằm ngoài để ý, dây này nằm trong đúng không? Mà để ý nha, để ngồi gắn lại ngay mất công. Ok chưa? Dây này nằm ngoài, dây này nằm trong, được. Hiểu chưa? Bên phải nằm nhớ chưa? Dây này nằm ngoài phải không? Dây này nằm trong nè. Dây này nằm trong là bên phải nằm ngoài. Rồi. Mình chưa có kinh nghiệm thì mình phải để ý mấy cái đó. Ok chưa? Này trong này ngoài. Đấy. Rồi ok trong. Đúng rồi. À, máy nè, bụi nè, cái cạc wifi đâu nè, cạc wifi nè, bây giờ cạc wifi nè, vệ sinh bụi nè, máy quá trời bụi luôn nè, thấy cọ vệ sinh đi rồi sau tháo cạc này ra vệ sinh. Đây cạc wifi nè mọi người, cạc wifi không nhận cái này, lấy nước rửa được nó rửa được cái đâu. Chiều nay ta về phải cho sư phụ xin 50 like nha, trong khi nhóc bây giờ mà không cho xin 50 like bay gấp mà nói bay ta đang chắn gió vậy á. Cái cọ hỏi ngàn tiếng đang làm kìa. Gặp giám đốc của công ty á, kêu ra quy định mới. Thành viên trong công ty nay cho bụi một like. Rồi đem con kia đi bụi không ơi, chỗ ngồi. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người nha. Shipper này nó đi theo gái mấy người này. Ok, chào tạm biệt mọi người.